Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 ở tỉnh Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp. Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện giãn cách toàn thành phố từ trưa ngày 8 tháng 6. Và bên cạnh đó thì yêu cầu thần tốc xét nghiệm đại trà đối với tất cả các công dân thành phố Hà Tĩnh. Vâng, và để giúp đỡ Hà Tĩnh chống dịch COVID-19, vào sáng nay tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, ngành y tế Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân chi viện 52 cán bộ, nhân viên y tế vào hỗ trợ Hà Tĩnh. Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Đình Long, ghi nhận của phóng viên thời sự trước lúc đoàn lên đường. Sáng nay, chị Nguyễn Bích Ngọc, điều dưỡng trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đã có mặt cùng các đồng nghiệp để chuẩn bị lên đường vào tâm dịch. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên chị quyết định gửi con gái 4 tuổi nhờ ông bà ngoại ở quê chăm sóc. Tuy nhỏ, nhưng dường như con gái chị Ngọc cũng phần nào hiểu được công việc quan trọng của mẹ. Trước khi đi, cháu còn giúp mẹ xếp đồ vào vali. Em chỉ băn khoăn về bạn nhỏ của em thôi ạ. Tuy nhiên ở phía sau em còn có gia đình, có hậu phương. Và trước khi đi thì mẹ em bảo em rằng là hãy tự tin mà đi ạ. Và không cần phải lo lắng gì cho hậu phương ở nhà cả. Thì đã có bố mẹ, có mọi người giúp đỡ em vậy ạ. Ngành y tế Nghệ An tham gia chi viện cho Hà Tĩnh đợt này có 52 người. Thì có 50 người là cán bộ nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, 2 người của CDC Nghệ An. Theo đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh, đoàn sẽ đảm nhận toàn bộ khâu lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 cho người dân thành phố Hà Tĩnh. Dù mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng, nhưng khi lên đường vào tâm dịch, tất cả họ đều chung quyết tâm, sẽ làm việc, cống hiến hết sức mình để góp phần cùng Hà Tĩnh dập dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bọn em rất là vinh dự là được ban giám đốc, ban lãnh đạo bệnh viện là tin tưởng lựa chọn để gửi bọn em là phó thác cái trọng trách cho bọn em là đi cái đợt đầu tiên này. Trước khi đi cũng bọn em đã được tập huấn rất là nhiều rồi, cho nên là cũng rất là tự tin trong cái công việc của mình và cố gắng là hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ. Phối hợp hỗ trợ cùng với lại anh em đồng nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh để làm thế nào đó để mà đẩy lùi cái dịch bệnh và để cho bà con nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh cũng như là Nghệ tỉnh nói chung là trở lại cuộc sống yên lành. Như vậy, đây là lần thứ ba Nghệ An cử cán bộ nhân viên y tế tham gia hỗ trợ các địa phương chống dịch. Ngoài đoàn y bác sĩ chi viện cho Đà Nẵng vào tháng 8 năm ngoái, thì ngày 1 tháng 6 vừa qua, Bệnh viện Lao Phổi cũng đã cử 2 cán bộ cùng một xe chụp X-quang kỹ thuật số lưu động cùng chia lửa với Bắc Giang trong cuộc chiến chống COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Sở Y tế, thì hiện nay có trên 700 cán bộ công chức viên chức ngành y tế Nghệ An đã tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh khi các cái địa phương khác có yêu cầu. Mong muốn của ngành thì cũng sẽ động viên những cán bộ viên chức của ngành để tham gia trong công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ cho các địa phương với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để làm việc là hiệu quả nhất. Cuộc chiến với COVID-19 lần thứ tư của Việt Nam vẫn rất phức tạp, cam go. Điều này đã và đang tạo nhiều áp lực khó khăn vất vả, nhất là với lực lượng tuyến đầu. Tuy nhiên, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, người dân Việt Nam nói chung, đội ngũ ngành y tế nói riêng vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết sẻ chia cùng đồng bào. Đó cũng là cội nguồn sức mạnh để Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh, sớm chiến thắng COVID-19.